Em chào tất cả các bác ạ. Bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Các bác lấy vật tư như là vỏ thông để phân thuốc, chậu móc đủ 200.000 thì em bao ship. Hôm nay thì em tiếp tục thanh lý thêm một ít chậu nữa. Đây là mẫu chậu sen. Mẫu chậu sen nhựa HD, cái này là phi 20. Lô này em có 26 cái. 26 cái thì có một số cái nó sẽ bị mất tay này. Có 4 cái là chậu đã qua sử dụng này. Có 4 cái màu nó khác của cái màu đen. Mấy cái này thì chậu đã qua sử dụng. Còn có một số cái thì cái này là vẫn là nguyên lành luôn, nhưng mà do là nước mưa nó bắn ấy, nó hắt vào cho nên bùn nó bắn vào nên nó bẩn các bạn. Cả lô này là lô 26 cái này là 150.000, tức là 6.000 một cái. Đấy, lô chậu sen này. Đấy, chậu thì chậu thanh lý thì nhà em không còn nhiều các bạn. Và tiếp theo thì em có một lô nữa. Lô nữa thì gồm có hai cái chậu sen này. Ba chậu sen 25. Để hai cái màu cam này, ba chậu sen 25 này. Với cả cái hai cái chậu 30, nan thẳng 30. Với cả 20 cái chậu. 20 cái chậu nan thẳng 25. 20 chậu nan thẳng 25 này, với cả hai cái ba cái sen 25. Hai cái nan thẳng 30. Cái chậu 25 này thì vẫn là chậu mới ấy các bạn, nhưng mà một số lô chậu này là cái này là em đặt ở dưới ấy. Đặt ở dưới nên là nó dính, nó bị đất vào nó bẩn. Đấy, có nghĩa là chậu này là chưa qua sử dụng luôn. Thì lô này là cũng là 150.000. 150.000 thì cũng có 20 cái chậu 25 này. Hai cái chậu 30 này. Với chậu sen này. Đấy, lô này thì em có, đấy em có 2 lô. Thì chậu thanh lý hôm nay. Còn phân dê thanh lý các bạn, phân dê thanh lý thì em còn có 10 cân. Hôm trước em tưởng hết rồi nhưng mà đến lúc đóng gói thì vẫn còn 10 cân các bạn. Cái này thì nó có lẫn một ít đất. Đây có lẫn một chút đất nhưng mà vẫn dùng vẫn rất là ok. Cái này thì các bác dùng có thể dùng để bón địa lan này, hoặc là những cái cây cảnh như là lan huệ rồi hoa hồng này, rồi hoặc là trồng rau cũng được. Đấy, cái này 10.000 một cân, em còn có 10 cân là 100.000 phân dê. Cái này là hàng có lẫn một ít đất các bác nhé, thì em bán là 10.000, chứ còn hàng đẹp của nhà em phân dê hàng đẹp thì em vẫn bán là 15.000 một cân. Đấy, em còn có 10 cân nữa. Đây chậu nan thẳng này, chậu nan thẳng đẹp thì nhà em vẫn có. Chậu này thì 8.000 một cái. Còn mẫu chậu sen, chậu bí thì nhà em vẫn có đầy đủ mẫu chậu nhựa HD. Mẫu chậu nan thẳng này cũng là nhựa HD các bạn, cũng là nhựa HD nhưng mà cái này thì nó màu đen. Đấy, còn về phân thuốc ạ, phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ. Từ phân bón lá, bón gốc. Thì hôm nay quay hơi chậm cho nên là em không quay nữa. Phân trâu ạ, phân trâu thì là 18.000 một cân. Đấy, thì hôm nay chủ yếu em quay để thanh lý một số ít chậu thôi, để em dọn vườn. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Nếu mà các bác mà có cần những cái vật tư nào thì các bác liên hệ em. Từ phân thuốc đến chậu đến móc ạ. Em cảm ơn tất cả các bác.